Truy cập ngay ninja.higame.vn để chiến game ngay hôm nay. Các game thủ Liên minh Việt Nam đang sung sướng tột độ trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật máy chủ Việt Nam tròn 8 tuổi. Bên cạnh đó là rất nhiều thông tin cực hot bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với update Liên minh huyền thoại. Riot công bố đấu trường chân lý mùa 4, tiền mà, fan cậu vàng trừ đối thủ vì farm 100 lính. Ezreal sẽ là tướng có nhiều trang phục nhất trong liên minh. Mới đây, Riot đã cho ra mắt nhóm trang phục mới có tên Psyops. Ezreal cùng với Master Yi, Shen, Vi và Sona sẽ là 5 tướng được ghi tên vào nhóm trang phục mới này. Đặc biệt hơn, Ezreal sẽ có trang phục hàng hiệu đầu tiên của mình. Lần gần nhất mà nhà thám hiểm có trang phục mới là vào tháng 3 năm 2019 khi Riot cho ra mắt nhóm trang phục Học viện Chiến binh. Đây là một skin vô cùng tuyệt vời với những thiết kế mới về hình ảnh, hiệu ứng, giọng nói và âm thanh dành cho Ezreal. Với một trang phục thuộc nhóm Psyops cùng phiên bản hàng hiệu, Ezreal sẽ chính thức có cho mình 15 trang phục, vượt mặt con cưng của Riot hiện tại là Miss Fortune, vị tướng đang có 14 trang phục. Tuy nhiên, vẫn còn một số tướng kém may mắn khi đã không có trang phục mới trong câu lạc bộ 1.000 ngày như Azir, Elise, Victor, Kalista và Scanner vẫn không được để mắt tới. Riot chính thức hé lộ đấu trường chân lý mùa 4. Rạng sáng nay, Riot đã đăng tải video lộ trình phát triển tiếp theo của đấu trường chân lý. Trong video này, chúng ta sẽ biết được rất nhiều thông tin về cờ nhân phẩm như kế hoạch ra mắt mùa 4 và chủ đề của nó là gì. Bên cạnh đó, Riot cũng giới thiệu hàng loạt tướng sẽ xuất hiện ở mùa tiếp theo. Đầu tiên, về các mốc thời gian ra mắt của mùa 4. Theo chia sẻ từ Riot, thì mỗi một mùa của đấu trường chân lý sẽ tồn tại trong khoảng 6 tháng. Mùa 3 được ra mắt vào bản 10.6 ngày 18 tháng 3. Điều này có nghĩa là đấu trường chân lý vô hạn thiên hà sẽ kết thúc vào khoảng giữa hoặc là cuối tháng 9 ở bản 10.19 hoặc 10.20 theo lịch trình của Riot. Tiếp đó, Riot đi thẳng vào vấn đề chủ đề của mùa 4, đó là những câu chuyện thần thoại với những dòng trang phục nổi tiếng của Liên minh. Những câu thoại như nơi mà sức mạnh tinh thần sẽ nở rộ, lòng sùng kính của họ đối với các vị thần sẽ được thử thách, sự trở lại của những người bạn quen thuộc trong quá khứ, đối mặt với đối thủ mới từ vương quốc xa rất xa, hay tất cả những hy vọng được tiết lộ dưới mặt trăng máu cho thấy rõ điều này. Những tướng được cho là sẽ xuất hiện trong đấu trường chân lý mùa 4: Yasuo, skin anh hùng lãng kiếm, bộ đôi Kennen và Lulu. Lee Sin cũng góp mặt với skin Lee Sin thần quyền. Azir Ngọc Đế sẽ dẫn đầu một đoàn quân gồm những nhân vật từ dòng trang phục loạn thế anh hùng trăng. Và Jinx pháo hoa là một trong số đấy. Elise sẽ đại diện cho tộc huyết nguyệt ở mùa 4. Janna tiên kiếm cũng xuất hiện trong video kể trên. Không chỉ vậy, Riot cũng tiết lộ họ sẽ mang chế độ chơi mới và thậm chí là chế độ khán giả cho đấu trường chân lý. Một vài game thủ khi nghe tới cụm từ chế độ mới đã nghĩ ngay tới chế độ đấu đôi hay là 2v2v2v2 giống Dota Auto Chess đang có. Điều đặc biệt tiếp theo mà Riot giới thiệu cho đấu trường chân lý đó là hệ thống nâng cấp linh thú. Trước đây thì bạn phải mua vài chục quả trứng để hy vọng mở ra một con 3 sao. Tuy nhiên trong tương lai, Riot sẽ đưa thêm một loại tiền tệ mới dành riêng cho đấu trường chân lý, đó là Starshot, mảnh sao. Bạn có thể dùng loại tiền tệ này để nâng cấp linh thú bạn muốn, chứ không cần phải bỏ quá nhiều tiền mở trứng như trước nữa. Bên cạnh việc ra mắt một số sàn đấu mới, Riot dự định sẽ đưa chúng lên một tầm cao mới khi sàn đấu có thể thay đổi dựa trên tình hình trận đấu của bạn. Ví dụ, bạn đang có chuỗi thắng hay là khi vừa lên được 3 sao một tướng nào đấy. Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa biết chính xác cách Riot sẽ áp dụng tính năng mới này như thế nào. Có vẻ sau khi được du hành tới những thiên hà xa xôi của mùa 3, game thủ sẽ được đưa tới những cuộc chiến thần thoại, nơi tiên, nhân, ma tranh đấu với nhau. Ranh Việt khốn đốn vì Khao Sếp, trẻ trâu học lối chơi Master Yi thần kiếm. Khao Sếp từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng Liên minh Việt và rất nhiều game thủ đam mê tướng Master Yi đã học hỏi, thậm chí là copy nguyên si lối lên đồ hay là ngọc bổ trợ của anh chàng streamer này. Trong vài ngày gần đây thì Khao Sếp bỗng nhiên đổi sang phong cách mới là lên thần kiếm Muramana cho Yi. Dường như anh chàng rất thích lối chơi này và 3 video mới nhất của Khao Sếp đều là về Master Yi thần kiếm.
Và gần như ngay lập tức, những game thủ Việt đã mang lối chơi Master Yi thần kiếm Muramana vào rank. Và hậu quả thì có lẽ ai cũng đoán được, đó là feed quá nhiều và trở thành gánh nặng cho team. Dù không trực tiếp, nhưng Khaosep đã vô tình khiến rank Việt trở nên khốn khổ khi những thanh niên test tướng, test build mới xuất hiện nhiều hơn và khiến nhiều người phát cáu vì độ phế của những người chơi này. Vậy tại sao Khaosep lại bá đạo với lối chơi này, còn phần lớn game thủ Việt thì không? Lý do dễ hiểu nhất để giải thích là trình độ game thủ đại chúng không thể nào bằng với anh chàng streamer kia. Nên nhớ là dù chỉ chơi Master Yi, nhưng Khaosep cũng từng lên được rank cao thủ, thách đấu. Ngay từ những tư duy về vòng rừng tối ưu, lúc nào nên gank, lúc nào cần farm của anh chàng này vốn đã tốt hơn hẳn so với những game thủ thông thường rồi. Bên cạnh đó thì thần kiếm Muramana là món đồ cần phải được tích số và chỉ thực sự mạnh khi đủ cộng dồn. Vì thế bạn cần phải bỏ rất nhiều thời gian để farm, là cách tung nhiều đòn đánh thường nhất mà lại an toàn nhất để tiến tới ngưỡng sức mạnh đấy. Và với một trận xếp hạng thông thường của máy chủ Việt, tốc độ snowball là cực kỳ chóng mặt, thì chuyện bạn có đủ thời gian để farm và đạt ngưỡng sức mạnh là rất hiếm. Fan cậu vàng trừ đối thủ là thằng hèn, chỉ biết ôm farm 100 lính. Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng sinh nhật máy chủ Liên minh Việt Nam cũng như đại sự kiện mùa hè 2020 Hoa Linh Lục Địa, giải đấu Showmat Solo Yasuo thách đấu thần kiếm là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất với mục đích tìm kiếm người chơi Best Yasuo Việt Nam trong mùa giải 2020. Giải đấu cũng là nơi quy tụ hàng loạt danh thủ VCS cũng như nhiều tên tuổi khác trong làng stream hoặc là cựu tuyển thủ tham gia tranh tài. Và dĩ nhiên, cậu vàng, một trong những hot streamer có tên tuổi gắn liền với vị quốc tướng Yasuo cũng không thể vắng mặt được rồi. Sau khi xuất sắc đánh bại Slayer, cộng đồng game thủ Việt thậm chí đã ghi tên cậu vàng vào danh sách ứng cử viên vô địch cho giải đấu này. Tuy nhiên, trong trận đấu thuộc vòng 1-16 giữa cậu vàng và Ryuk, người chơi dự bị đường trên của tân binh VCS, Percent Esports, cậu vàng đã phải nhận thất bại và sớm chia tay cuộc chơi. Điều đáng nói là trong trận đấu này, cả Ryuk và cậu vàng đều chọn lối chơi hòa hoãn, ôm farm. Ryuk thì liên tục để lính phe địch lại gần trụ và farm dưới thềm trụ. Trong khi đấy, cậu vàng còn chơi lớn hơn khi quyết định lên món đồ phòng ngự tàn tích ba mi. Kết quả là Ryuk đã xử lý tốt hơn trong kèo đấu du ngủ với việc đạt 100 chỉ số lính trước và giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận đấu này lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi khi một bộ phận fan hâm mộ của hot streamer này lên tiếng chỉ trích, thậm chí là thóa mạ Ryuk, cho rằng chiến thắng của tuyển thủ này là hèn hạ. Thậm chí một vài người trong số đấy còn chỉ trích cả ban tổ chức và cho rằng luật thi đấu solo là hết sức nhảm nhí. Theo quan điểm của nhóm fan này, họ cho rằng đã mang tiếng solo Yasuo thì phải chơi khô máu, phải băm bổ lao vào đối thủ. Có cái kiểu chơi ôm farm chỉ là hèn và chứng tỏ trình độ kỹ năng kém cỏi. Ryuk liên tục bị réo tên chỉ vì tuyển thủ này đã giành chiến thắng bằng cách farm lính. Thậm chí nhiều người còn mỉa mai, nếu anh cứ thích ôm farm như thế thì ngồi dự bị cũng đáng đời. Tuy nhiên có vẻ các fan cuồng này đã quên mất, chỉ số lính cũng là một phần của luật chơi. Và farm lính cũng là một kỹ năng tối quan trọng với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Độ quan trọng của chỉ số lính trong mỗi trận đấu thì có lẽ không cần phải nhắc lại nữa. Và thái độ chỉ trích của một số fan hâm mộ cậu vàng đã khiến khán giả của giải đấu nói riêng và cộng đồng liên minh nói chung không khỏi ngán ngẩm. Dẫu vậy, dù khá bức xúc với thái độ của nhóm fan cuồng này, nhưng nhiều game thủ cũng bày tỏ quan điểm oan có đầu, nợ có chủ. Từ trước đến nay, dù có drama gì thì cậu vàng cũng chưa bao giờ dính vào những vụ việc gáy láo, gáy bẩn, chưa bao giờ tự nhận mình là Best Yasuo và tỏ thái độ ngạo mạn cả. Bên cạnh đó, mới đây thì cậu vàng cũng đổi nickname in-game thành thua vì farm hụt, như để nhắc nhở mình cần phải cải thiện kỹ năng farm hơn, cũng như phục thù kèo solo Yasuo trong tương lai. Dò dỉ thông tin về Zed, Victor, Kale và Pyke sẽ có trang phục mới. Trong quá trình phát triển trang phục Psyops Sona, không biết là liệu Riot Games có cố tình hay là vô ý làm lộ danh sách tướng sẽ sở hữu trang phục trong cùng vũ trụ này, bao gồm Zed, Victor, Kale, Pyke và tướng mới Samira. Theo một phần cốt truyện nhỏ mà Riot đã tiết lộ thông qua trang phục Psyops Sona, cô nàng bị bắt giam và tiến hành thí nghiệm bởi tổ chức thù địch có tên là Black Rose Group, nhóm Hoa Hồng Đen. Ngoài ra, Riot còn để lộ rất nhiều file khó hiểu khác trên máy chủ BBE. Cụ thể hơn, trong một sớ dày đặc chữ bên trên, có 5 dòng đã đề cập đến tên của các tướng trong liên minh khiến game thủ chú ý. Kale, skin 15, Pyke, skin 25,
Samira skin 01, Victor skin 05, Z skin 15. Cho đến tận ngày 6 tháng 8 năm 2020 thì trang phục huyền thoại của Sona đã chính thức được lồng thêm lời thoại. Bốn cái tên Z, Victor, Kale và Pai liên tục được side of Sona nhắc tới. Đây hoàn toàn là tin vui cho fan của bốn tướng trên bởi họ sẽ 100% có trang phục mới. Tuy nhiên lời thoại của side of Sona khi gặp Samira vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ vì cô nàng xạ thủ này vẫn đang trong quá trình phát triển và Riot muốn thông tin về tướng mới này phải được bảo mật cho tới phút chót. Cảm động với ước mơ của Faker, tôi muốn có chiêu cuối của Twisted Fate. Các kỹ năng trong liên minh đều có những điều thú vị riêng, thậm chí rất nhiều người trong số chúng ta mong muốn có được một hay là một vài kỹ năng trong số đó để có thể thực hiện những điều mình mong muốn. Còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn có khả năng hồi sinh hay là bất tử trong thoáng chốc. Đó không phải ước mơ của riêng ai, thậm chí quỷ vương Faker cũng mong muốn có được một chiêu cuối để thỏa mãn ý nguyện của mình. Thế nhưng đấy lại không phải là một kỹ năng để anh có thể trở thành người bá đạo, mà chỉ đơn giản để có thể làm được điều mà không phải ai trong số chúng ta cũng để ý tới, trở về nhà. Trong một video hậu trường của T1, các staff tại LOL Park Hàn Quốc đã đặt câu hỏi cho Faker về một kỹ năng duy nhất của một vị tướng mà anh muốn. Sau một hồi ngơ ngác khiến khán giả không khỏi bật cười, câu trả lời của anh lại khiến nhiều người lắng đọng cảm xúc. Anh muốn có chiêu cuối định mệnh của Twisted Fate để có thể về nhà bất cứ lúc nào. Chúng ta đều biết, mặc dù là một trò chơi điện tử, nhưng đấu trường liên minh chuyên nghiệp cũng khắc nghiệt chẳng kém gì các giải đấu khác. Faker luôn phải cố gắng hết mình để giữ phong độ cũng như thi đấu thật tốt. Thậm chí đã có thời gian Faker gặp stress đến mức trầm cảm nhẹ. Huấn luyện viên trưởng của T1 là Kim Jong-soo đã có những chia sẻ thẳng thắn về áp lực thi đấu tại T1 của Faker. Faker, hẳn cậu ấy phải chịu rất nhiều căng thẳng. Thế quái nào mà tôi không nhận được dù chỉ một tin nhắn sau khi T1 chiến thắng cơ chứ? Tôi nhận phải đến 20 hoặc 30 tin nhắn mỗi khi T1 thua. Người ta cứ lập tài khoản chỉ để chửi rủa. Chính vì vậy, thời gian dành cho gia đình của Faker rất ít và đó chính là thứ anh khao khát, nhưng không phải lúc nào cũng có được. Mùa giải này, Faker còn đang gặp chút vấn đề về sức khỏe, vì thế ước muốn này càng trở nên cháy bỏng đến nhường nào. Vậy các bạn nghĩ sao về những thông tin này? Bạn muốn có chiêu cuối của vị tướng nào nhất? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!